Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp tại Itaewon, Seoul vào đêm 29 tháng 10. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam cục lãnh sự bộ ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại hàn quốc và cục lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc phối hợp với các cơ quan chức năng việt nam và hàn quốc xử lý các vấn đề hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân đồng thời tiếp tục sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân việt nam Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài bảo hộ công dân Bộ ngoại giao cộng 84 981 848484 -84 -84, hoặc qua đường dây nóng cộng 82 10 6315 6618 của đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.